Maha Kajip. Maha nghĩa là lớn, đại. Do đó, Maha Kajip tức là Đại Kajip. Kajip dịch là ẩm quang, còn gọi là Đại Quy Thị. Đại Quy Thị là họ của Ngài. Vì khi tổ tiên của Ngài tu đạo, thì thấy một con rùa lớn cõng trên lưng một hỏa đồ, cho nên lấy đó mà làm họ. Tên của Ngài Đại Kajip là Tý Bát La. Tý Bát La là tên cây, vì cha mẹ của Ngài cầu nguyện với cây này mà sinh ra Ngài, cho nên lấy Tý Bát La làm tên. Và trên thân của Ngài có quang minh, che lấp hết các quang minh khác, giống như uống hết tất cả quang minh khác, sau Ngài lại có quang minh. Có câu chuyện như vậy. Vợ của Ngài, tức Tỳ Kheo Ni Tử Kim Quang, trong quá khứ là một người nữ rất nghèo nàn. Sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi diệt độ, có người làm tháp thờ Phật và tạo tượng Phật. Trải qua thời gian lâu thì tháp cũng hư hoại mà tượng cũng hư. Do đó, người nữ này thấy vậy, bèn phát Bồ Đề Tâm muốn sơn sửa lại tượng Phật ở trong chùa. Cho nên, cô ta đi các nơi xin tiền. Mỗi ngày tiền xin được thì mua vàng, khổ nhọc trải qua 19 năm, số vàng tích tụ cũng không ít. Cô ta mời một thợ đúc vàng đến để thép vàng tượng Phật. Khi thợ đúc vàng biết cô ta cực khổ như thế, khiến cho ông ta rất cảm động. Ông bèn đi khuyên mọi người thêm để tu bổ tượng Phật. Cho nên, ông ta cũng phát tâm muốn giúp đỡ cô ta làm. Hai người cùng nhau trùng tu chùa và tượng Phật lại đẹp đẽ rồi. Ông thợ vàng xin cầu hôn với người nữ nghèo đó. Người nữ nghèo cũng vui vẻ đáp ứng. Hai người kết hôn rồi thì phát nguyện. Đời đời kiếp kiếp đều muốn làm vợ chồng. Vì thép vàng tượng Phật, cho nên hai người thân thể đều phóng kim quang. Do đó, khi Ngài Kajip ra đời, thì trên thân có kim quang, ánh sáng vàng. Sau khi Ngài lớn lên, cha mẹ của Ngài muốn Ngài cưới vợ. Ngài nói, thân của con phóng kim quang, thì phải tìm người nữ trên thân cũng có kim quang, thì con mới cưới cô ta. Nếu không, thì con sẽ sống độc thân. Thời gian sau, tìm được người nữ trên thân cũng phóng kim quang. Cho nên hai người kết hôn với nhau. Hai người kết hôn rồi đều cùng xuất gia tu đạo, chứng được quả vị A-la-hán rồi mới biết trong quá khứ đã từng phát nguyện đời đời kiếp kiếp đều muốn làm vợ chồng. Bạn đừng lầm rằng họ phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng mà nói rằng tương lai tôi gặp người nam hoặc người nữ, tôi cũng muốn y phát nguyện như thế, đời đời kiếp kiếp đều làm vợ chồng. Tuyệt đối đừng như thế. Họ phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng là muốn tu đạo, đều phải quy y Tam Bảo, xuất gia tu đạo. Bạn đừng phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng, vì càng làm càng đọa vào địa ngục, phải xuất gia tu đạo mới có thể. Cho nên Ngài Kajip và vợ của Ngài xuất gia đều chứng quả. Ngài Maha Kajip là vị tổ thứ nhất. Bạn có muốn gặp vị tôn giả này chăng? Bây giờ Ngài vẫn còn ở trong thế gian này. Ngài đang ngồi thiền nhập định trong núi Kê Túc ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Ngài đợi đến khi Bồ Tát Di Lặc ra đời thành Phật thì đem y bát của Phật Thích Ca giao cho Đức Phật Di Lặc. Bây giờ, Ngài vẫn chưa viên tịch. Nếu các bạn ai thành tâm đến núi Kê Túc lại Ngài Maha Kajip, thì có thể sẽ thấy được Ngài. Tại núi Kê Túc thường có ba thứ quang minh. Quang minh của Phật, quang minh màu vàng và quang minh màu bạc. Nếu ai có thành tâm, không những có thể thấy quang minh mà còn có thể nghe tiếng chuông. Tiếng chuông đó dù ở ngoài mấy trăm dặm, cũng có thể nghe được. Ngài Kajip là người lớn tuổi nhất trong số đệ tử của Đức Phật, cũng là người tu khổ hạnh bậc nhất. Nhưng Ngài càng già thì càng có tinh thần sức lực. Cha mẹ của Ngài, người ở nước Ma Kiệt Đà, giàu có vô cùng, có thể nói phú khả địch quốc, mà vua nước Ma Kiệt Đà cũng từng lạy Ngài làm thầy,
Nhưng từ khi Ngài theo Phật xuất gia tu đạo, thì không những đem tài sản ra bố thí, mà còn chuyên môn hành đầu đà khổ hạnh, chịu khổ chịu cực. Một ngày nọ, khi Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Phật chia cho Ngài nửa tòa ngồi, kêu Ngài Ca Diếp cùng ngồi. Lúc đó, Ngài Ca Diếp đã già lắm, khoảng 145 tuổi. Đức Phật nói với Ngài Ca Diếp: "Ông tuổi đã quá lớn rồi, tinh thần chắc chắn không được sung túc. Ông hành đầu đà khổ hạnh sợ chịu không được. Ông đừng hành khổ hạnh nữa. Thay đổi ăn uống ngon một chút, mặc tốt hơn một chút, ở chỗ thích hợp hơn một chút. Nhưng Ngài vẫn cứ hành khổ hạnh, do đó Ngài được Đức Phật khen ngợi. Phật Pháp của ta trụ thế lâu dài là có quan hệ rất lớn với sự tu hành đầu đà khổ hạnh của Đại Ca Diếp. Nếu cứ tu hành đầu đà khổ hạnh như thế, thì Phật Pháp của ta nhất định trụ thế lâu dài. Cho nên, Tổ sư Maha Ca Diếp là người tu hành đầu đà khổ hạnh bậc nhất." Một lần nọ, Đức Phật đang muốn thuyết Pháp, thì có một vị trời Đại Phạm Thiên lấy cành hoa Kim Ba La đến cúng dường Đức Phật. Vị trời đó nằm dưới đất thỉnh Đức Phật ngồi lên thân của ông để thuyết pháp. Đức Phật ngồi lên trên thân vị trời đó, tay cầm cành hoa giơ lên trước đại chúng trời người trăm vạn người và nở nụ cười. Khi Đức Phật cười, thì Ngài Ca Diếp cũng cười, cho nên đó gọi là niêm hoa vi tiếu, truyền Phật tâm ấn. Đức Phật bèn nói: "Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, giáo hoại biệt truyền, lấy tâm ấn tâm, đã phó chúc cho Maha Ca Diếp. Do đó, Ngài Maha Ca Diếp trở thành vị tổ thứ nhất." Đức Phật chỉ truyền cho Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp lại truyền cho tổ thứ hai, Ngài A Nan. Ngài A Nan lại truyền cho tổ thứ ba, Thương Na Hòa Tu. Ngài Thương Na Hòa Tu lại truyền cho tổ thứ tư, Ưu Ba Cúc Đa, vân vân. Một đời truyền xuống một đời đều dùng tâm ấn tâm. Từ sơ tổ truyền đến tổ thứ 28, Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đem tâm ấn của Phật mang đến Trung Quốc, truyền cho tổ thứ hai là Huệ Khả. Ngài Huệ Khả lại truyền cho tổ thứ ba là Tăng Sáng, vân vân, cho đến lục tổ Huệ Năng. Về sau thì một hoa nở năm cánh phân ra Tông Lâm Tế, Tông Pháp Nhãn, Tông Tào Động, Tông Quy Ngưỡng và Tông Vân Môn. Cho đến hiện tại Phật Pháp lại truyền đến Tây Phương, đó là sơ lược về tổ sư tương truyền. 12 hạnh đầu đà khổ hạnh. Nay giảng sơ lược về hạnh đầu đà khổ hạnh vừa mới đề cập đến ở trên. Đầu đà là tiếng Phạn, dịch là phấn chấn, nghĩa là phấn chấn tinh thần. Như khi đã thiền thất thì thường nói phấn chấn tinh thần, không sợ khổ, càng khổ thì càng nỗ lực. Giống như Ngài Ca Diếp già như thế mà cũng hành hạnh đầu đà, phấn chấn tinh thần, hành 12 hạnh đầu đà. 1. Mặc y bá nạp. Y bá nạp còn gọi là y phấn tảo, tức là tấm y vốn có trăm ngàn lỗ rách, nhưng mỗi khi rách thì giá lại, chẳng biết giá bao nhiêu lần mà nói. Tấm y này người khác chẳng ai muốn mặc, người xuất gia nhặt giải dụng ở trong đống rác rồi giặt sạch mà may giá thành y để mặc. Mặc y này tốt ở chỗ nào? Nếu nói ra thì nhiều lắm. Ví như bạn mặc y này lên thì chẳng còn tâm tham, cũng diệt trừ tâm tham của người khác. Những tỳ kheo khác thấy bạn mặc y lam lũ mà không mặc y tốt, họ cũng phát khởi đạo tâm để tu đạo. Hơn nữa, bạn mặc y rách nát lam lũ thì trộm cướp nhất định không trộm cướp của bạn. Vào năm 1948, tôi ở tại chùa Nam Hoa thì có bọn cướp đến cướp chùa. Chúng phá cửa xông vào, lập tức kêu tôi đưa tiền ra. Tôi bèn nói: "Các anh xem, tôi mặc y như thế này, có giống người có tiền chăng?" Lúc đó, tôi mặc y như lúc tôi mặc y thủ hiếu bên cạnh mộ của mẹ tôi.
thủ hiếu xong rồi, tôi vẫn luôn luôn mặc nó để làm kỷ niệm mẹ của tôi. Vì tấm y đó đã rách nát, cho nên khi ở tại Đông Bắc, Trung Quốc, ai quy y với tôi thì giá cho tôi một miếng vào cái y đó. Do đó, tấm y đó có rất nhiều lỗ giá. Tuy nhiên, tôi nói với bọn cướp trong phòng có báo vật, kêu chúng có thể đi vào mà lấy. Xong, những tên cướp thấy tôi mặc y như thế, cũng chẳng vào phòng cướp lấy gì cả, bèn bỏ đi hết. Thực tế, trong phòng thật có hai báo vật sống, đó là hai chú sa di sợ hãi nằm dưới gầm giường. Hơn nữa, bạn mặc y phấn tảo thì người giàu cũng xa lìa bạn, như thế thì ít bị quấy nhiễu. Còn có điểm tốt quan trọng nhất là người nữ cũng xa lìa bạn. Tu đạo, nếu mặc y như thế thì lâu dần sẽ có một hương vị rất kỳ đặc. Nhưng hương vị này đối với người nữ mà nói thì đó là mùi thối. Cho nên mặc y phấn tảo có rất nhiều chỗ tốt nói không hết được. 2. Chỉ có 3 cái y. Tỳ kheo hành hạnh đầu đà chỉ có 3 tấm y. Do đó, ngoài thân chẳng vật gì khác, cũng chẳng có phiền não gì phát sinh. 3 y tức là: thứ nhất là tổ y, còn gọi là đại y, tiếng Phạn gọi là y tăng già lê, dịch là y 25 điều. Y 25 điều, 4 dài 1 ngắn, cộng thành 125 ô, đó là biểu thị hình tướng của ruộng phước, cho nên còn gọi là y phước điền. Y này nếu vào cung vua, tụ lạc khất thực, thuyết pháp thì mới mặc. Thứ hai là y 7 điều. Y 7 điều, 2 dài 1 ngắn, cộng thành 21 ô, tiếng Phạn gọi là y Út Đa La Tăng, dịch là y nhập chúng, khi lễ bái, tụng kinh, nghe pháp, hội họp với đại chúng vân vân thì mặc y này. Thứ ba là y 5 điều. Y 5 điều là 1 dài 1 ngắn, cộng thành 10 ô, tiếng Phạn gọi là y Nan Đà Hội, dịch là y chấp tác. Khi làm việc chấp tác mọi nơi đều mặc y này. Nếu tỳ kheo hành hạnh đầu đà thì chỉ có 3 y này và bình bát với tọa cụ. Bình bát là cái bát của tỳ kheo dùng để ăn cơm, tọa cụ dùng để trải lễ Phật ở trong chánh điện. 3. Khất thực. Mỗi ngày khi đến giờ ăn thì vào thành, vào làng khất thực, chứ mình chẳng nấu nướng gì cả. 4. Khất thực có thứ tự, nghĩa là khi đi khất thực thì không lựa nhà giàu hoặc nhà nghèo. Mục đích là tiêu diệt tâm phân biệt mà hành bình đẳng, đó là hành vi đại công vô tư. 5. Ngày ăn một bữa, tức là sáng cũng không ăn, chỉ ăn một bữa trưa. Ăn một bữa trưa rất tốt, nhưng đáng tiếc không dễ gì làm được. Tại sao? Vì đói một chút thì muốn ăn, cho nên đa số nhiều người chịu không được sự khổ hạnh ngày ăn một bữa. Xong, công đức ngày ăn một bữa nói không hết được. Tóm lại, bạn bớt ăn một chút thì bớt một chút phiền não. Ăn nhiều một chút thì phiền não cũng nhiều một chút. Ngoài ra, khi tỳ kheo ăn cơm thì phải có 3 quán niệm và 5 điều quán tưởng. 3 quán niệm: thứ nhất, nguyện dứt tất cả điều ác. Thứ hai, nguyện tu tất cả điều lành. Thứ ba, thệ độ tất cả chúng sinh. 5 điều quán tưởng. Thứ nhất, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ, nghĩa là hãy tính xem vật ăn phải tốn bao nhiêu công nhân mới làm thành. Ví như sự hình thành một hạt gạo, phải trải qua gieo giống, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, vân vân, bao nhiêu là sự khổ cực. Cho nên làm được hạt gạo rất khó khăn vô cùng, đến nơi cũng không dễ. Cho nên có câu: giữa nắng trưa cay gắt, nông dân nhọc nhằn cuốc, mồ hôi đổ trên lúa, bưng bát cơm ai biết, mỗi hạt bao đắng cay. Do đó, chúng ta mỗi người nên thương tiếc vật chất, tiết kiệm, đừng tùy tiện lãng phí, mà hãy nghĩ đến nó, đến nơi không dễ dàng. Tại sao trên thế giới này có những đất nước thiếu lương thực, nhân dân chẳng có cơm ăn? Vì lãng phí vật chất quá nhiều,
cho nên chẳng có cơm ăn. Chúng ta là người tin Phật, nhất là đối với nhân quả phải cẩn thận. Vật chất, ẩm thực, tài vật, bạn dùng được thì dùng, không dùng được thì cho người khác dùng, nhưng đừng có tùy tiện vứt đi. Do đó, trong bếp có cơm dư, ngoài đường có kẻ đói. Cho nên trong nhà nếu còn có cơm dư thì hãy bố thí cho người không có cơm ăn, đừng vứt đi. Thứ hai, thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Nghĩa là hãy nghĩ xem mình có công đức gì đáng thọ thập phương cúng dường, độ lượng đức hạnh của mình có đủ chăng, là đủ hay thiếu, đáng thọ lãnh của thí chủ cúng dường chăng. Nếu đức hạnh không đủ thì hãy mau dụng công tu đạo. Thứ ba, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Nghĩa là phòng ngừa tâm của mình lìa khỏi mọi lỗi lầm. Lìa khỏi lỗi lầm gì? Tức là lìa khỏi tham sân si ba độc. Ăn vật ăn thì đừng phân biệt vật ngon hay dở. Đừng nên vật ngon thì ăn nhiều, vật dở thì không ăn. Như thế thì không đúng. Thứ tư, chánh sự lương dược, vi liệu hình khô. Khi tỳ kheo ăn cơm thì nghĩ rằng vật ăn vào dùng làm thuốc để cho thân thể khỏi khô héo, nếu không ăn thì không thể sinh tồn. Thứ năm, vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. Tại sao tôi phải ăn cơm? Vì muốn dụng công tu đạo. Nếu tôi không ăn cơm thì đứng không vững, ngồi không yên. Vì tôi muốn tu đạo cho nên không thể không ăn. 6. Ăn có tiết lượng, tức là phải có sự tiết chế đối với thức ăn uống. Ăn có số lượng, không thể cảm thấy vật ăn ngon, ăn xong rồi lại muốn ăn nữa, luôn luôn nghĩ nhớ không quên. Như thế thì chẳng có tiết lượng. Bất cứ thấy vật gì ngon, nếu mỗi bữa ăn 2 bát thì nhất định ăn 2 bát. Không thể nói vật này không ngon thì tôi ăn 1 bát, khi vật ăn ngon thì ăn 3 bát, mà chẳng tiết chế chút nào. Người hành hạnh đầu đà thì vốn ăn 2 bát mới no, nhưng chỉ ăn 1 bát rưỡi. Tiết lượng bát ăn một chút, đó là ăn có tiết lượng. 7. Quá giờ ngọ không uống nước có chất bổ. Không uống sữa, nước trái cây, cà phê, trà hoặc mật ong, mà chỉ uống nước lạnh. Song điều này rất khó hành, vì ngay cả trà cũng liệt vào chất bổ không được uống, cho nên không dễ gì hành được. Đó là 5 điều khổ hạnh về ăn uống. Dưới đây nói về khổ hạnh chỗ ở. 8. Ở nơi A Lan Nhã. A Lan Nhã là tiếng Phạn, dịch là nơi vắng lặng. Vắng lặng tức là nơi không ồn ào, chẳng có bất cứ âm thanh gì. Nơi đây là ở trong rừng núi, trong thâm cốc, hoặc là nơi xa thành thị, là nơi tu hành tốt nhất cho người tu hành. 9. Ở dưới gốc cây. Người hành hạnh đầu đà thì ở dưới gốc cây. Tại sao? Vì người tu đạo lấy trời đất làm nhà, đi khắp nơi đều ở được, nhưng không ở quá mỗi gốc cây 3 đêm. Vì người tu đạo chân chánh thì rất thanh cao, vì tránh cho người biết họ để đến cúng dường, cho nên ở dưới gốc cây chừng 2 đêm thì bỏ đi, để tránh có người muốn đến cúng dường. Đó là không cầu bất cứ ai cúng dường. 10. Ở ngoài trời. Người tu đạo ở ngoài trời thật là lấy trời đất làm phòng, tức có ánh sáng của trăng sao. Đời sống như thế sao mà quá tự tại tiêu dao. Do đó có câu: Nguyệt đáo thiên tâm xứ, phong lai thủy bất thức, nhất cổ thanh dị vị, lược đắc thiểu nhân tri. Đời sống thiên nhiên như thế, rất ít người lãnh hội được những chỗ áo diệu của nó. 11. Ở ngoài nghĩa địa, tức là ở với người chết, làm bạn với ma quỷ. Tại sao? Vì ngồi ở trong mồ mả thì mình có thể tu quán về vô thường, thấy rõ đời người là vô thường. Bất cứ sớm tối trước sau gì cũng sẽ chết. Chết rồi thì chôn cất vào mộ, hóa thành đống xương trắng. Ngồi trong mộ tu đạo thì có thể giác ngộ tất cả đều là vô thường. Do đó sẽ không sinh ra đủ thứ tâm tham sân si, mà cũng chẳng có chấp trước. 12.
lưng không chạm đất. Ở Ấn Độ, có vị Hí Tôn giả suốt đời không bao giờ nằm mà luôn luôn ngồi không nằm. Nếu ngủ nằm thì càng ngủ càng muốn ngủ mà chẳng muốn dậy. Song nếu thường ngồi mà không nằm thì ngủ một giấc sẽ tỉnh dậy. Tỉnh dậy rất dễ dàng dụng công tu hành tham thiền. Cho nên thường ngồi không nằm về phương diện tu hành giúp ích không ít. Nếu hành được một hoặc hai hạnh đầu đà vẫn tốt như thường. Tùy theo khả năng của mình, Ngài Ca Diếp tuy rất già nua nhưng Ngài vẫn hành 12 hạnh đầu đà. Cho nên Ngài là người hành đầu đà đệ nhất.